Alo, alo, dạ em xin mến chào lại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và mọi người ơi, nếu mọi người thấy thích những cái video của em thì xin mọi người nhớ like video, đăng ký kênh, ủng hộ cho em nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay em xin bật mí cho mọi người biết được một cái sự bí mật cái bằng vô cùng động trời luôn. Ban đêm con chó béc rê muốn ngủ chung với một người đàn bà không có chồng, xinh đẹp ra sao? Cái kết tao nói bất ngờ luôn. Thì đôi khi á, là trong cuộc sống này có những điều không thể tưởng tượng được, là có một người đàn bà không có chồng xinh đẹp giống như em, mà tao nói tuyển chồng hoài không được, tao nói ở giá cho đến muỗi năm sau luôn cũng không có ai lấy hết trơn trọi. Thành thử ra tại cái tánh tình của em nó quá là kêu bằng là có làm sao nói vậy, thật thẳng thắn quá, cho nên người ta thấy người em người ta sợ, người ta chạy cầu 80 thước rồi đâu ai dám lại gần em đâu. Cho nên là em mới buồn buồn, em mua con chó về em nuôi. Như mọi người đã biết rồi thì em có nuôi một con chó béc rê lực lưỡng trong những cái video trước đây, thì con chó đó cái lông nó hơi xù xù ha, thì con chó nó có thể chịu đựng được những cái lạnh rét. Ví dụ như là ở đây á, là người ta thường thường con chó này là con chó nó xuất thân từ bên Nga đó, Tiệp Khắc đó, thành thử ra những cái nơi đó đất nước nó lạnh lắm, thành thử là con chó nó có một cái bộ lông chó sói vậy đó, nó có thể giữ lạnh được rất là lâu. Thôi mình đang giới thiệu sơ sơ về con chó mà em đang cưng đang yêu ha, hay còn gọi là con trai cưng của em đó. Thì cái chuyện mà con chó này nó muốn ngủ chung với một người đàn bà không có chồng á, là một cái điều mà Ngọc nghĩ rằng là không phải ai cũng dám nói ra. Nhưng mà em nghĩ rằng là thôi bây giờ là cái kênh của mình là cái kênh kể chuyện, mà phải thật là thật người ta mới tin nha, chứ mà kể chuyện mà xạo xạo mơ chiều người ta biết được, người ta chán người ta chạy mất hết rồi. Cho nên là em biết là cái chuyện này á, là cái chuyện em không được nói ra, bởi cái chuyện này nó rất là riêng, mang tính cá nhân. Tại vì cái chuyện giữa một người đàn bà không có chồng là con chó là cái chuyện riêng của em. Nhưng mà ngày hôm nay em sẵn sàng em nói ra những cái điều thầm kín của cá nhân em ra, mà không phải ai cũng dám nói ra. Thì bây giờ em sẽ kể cho đại gia đình của mình bằng tất cả những gì mà nó đã xảy ra trong cuộc đời của em, và cái cảm nhận của em ra làm sao mà em lại làm cái điều đó, và cái chuyện đó nó như thế nào ra làm sao, và cái kết ra làm sao, thì mời mọi người cùng lắng nghe nha. Thì khi mà mình nuôi một con chó béc rê lực lưỡng ở trong nhà đó, thì có rất là nhiều người bạn bè hỏi thăm: trời ơi, sao mày không có chồng mà mày mua con chó bự quá vậy, rồi sao dắt đi ra đường? Tại vì nó bự quá, nhiều khi nó gị gị, thấy con chó khác nó gị gị, nó sủa rồi nó sủa người ta, rồi sao mình gị ra được. Thành thử ra bạn bè nó cũng khuyên nó: trời ơi, mày bực, mày đàn bà không có chồng mày mua con chó nhỏ, sao mày mua bự như vậy? Thì Ngọc cũng xin nói luôn là Ngọc mới nói chứ: trời, con chó nhỏ thì tao không có thích, tính tao ngộ lắm mà tao phải thích nuôi những con chó mà bự vậy đó. Đó, giống chó nó bự mà loại to như vậy và loại lực lưỡng như vậy á, là tao có những cái ý sở thích riêng của tao, cái sở thích nó hơi quái đản chút, mà đặc biệt là rất là thích nuôi con chó đực nha, chứ con chó cái là em không thích mua. Tại vì con chó cái á, thì nó cũng dễ thương thôi, nhưng mà cái vóc dáng, cái thể trạng của nó, cái cơ bắp của nó không có bằng chó đực được. Chó đực thì nó cái cơ bắp nó cuồn cuộn, mà nhìn những cái con chó đực thì nó có ngoại hình nó to hơn con chó cái. Thành thử ra là cái em là người đàn không có chồng thì em thích nuôi chó đực để nó có cái sự mạnh mẽ riêng của nó, để trong dành trong những cái mục đích riêng của em. Là khi em nuôi con chó thì cái chuyện mà em cần nó làm nhất đó là cái gì? À, đó là cái chuyện mà nó coi nhà giùm mình. Nó coi nhà là xuất sắc luôn nha, số 1 luôn chứ không những chơi đâu. Nhưng mà con chó này nó cũng có những cái sở thích cũng không có giống ai hết trơn trọi. Tại vì đó, trước giờ Ngọc cũng đã từng nuôi một con chó kia rồi. Con chó kia là con chó ngao Pháp. Con chó đó thì nó rất là hiền, mình nói đâu thì nó nghe lời vậy. Nó nhiều khi Ngọc thấy con chó đó, nó không có nghe lời, rồi nhiều khi nó tè bậy trong nhà đó, thì nên là Ngọc bắt nó ở ngay vị trí đó thì nó không dám đi chỗ khác. Chó ngao Pháp rất là hiền nha. Nhưng mà cái con chó này thì mình không thể nào nhốt nó được, vậy nó sẽ đi lung tung trong nhà của mình, và nó sẽ rải mìn đầy hết trơn. Mìn đây là gì? Là ba tê đó. Ba tê là cái như là nó ị đầy đó, thành thử ra mình cũng sợ đó. Thành thử ra mình cũng ban đêm ban hôm đó, thì con chó này á, nó lại có một cái sở thích cực kỳ quái đản, đó là dầu. Bây giờ học nói thẳng luôn vấn đề luôn đi, là khoảng chừng gia đình của mình á, thì khoảng chừng 8 giờ hay 10 10 giờ gì đó, từ 8 đến 10 giờ là mẹ con là chui vô buồng ngủ đó. Cho nên là ban đêm á, thì con chó này nè, Ngọc á, thì Ngọc cho mấy đứa nhỏ ngủ đầy ở đây, còn cái phòng của Ngọc là ở kế bên, và để cho có sự riêng tư đó mà. Tại vì con cái mà mình cho nó ngủ chung với mẹ thì sau này nó sẽ mất đi tính tự lập,
Đó, với lại sau này mình mà có bạn trai đó thì nhiều khi tâm sự nó cũng khó, thành thử ra mình mới qua phòng kế bên mình ngủ. Rồi mấy đứa nhỏ thì ngủ phòng này. Thì ban đêm ban hôm á, cái con chó này nè, nó lại có một cái sở thích cực kỳ quái đản, đó là nó muốn vô trong phòng để ngủ chung. Mà nó muốn vô trong phòng, mọi người biết nó sẽ có biểu hiện gì không? Nó sẽ cào, nó dùng cái tai của nó để nó cào cửa, mọi người thấy không? Cái sự thông minh của con chó mà không phải con chó nào cũng có thể làm được nha. Những con chó ở Việt Nam thì Ngọc không biết là nó có thông minh đến độ vậy không. Nhưng mà có con chó này là mấy con chó nghiệp vụ, người ta sử dụng nó trong mà đội phòng chống khủng bố ở bên Mỹ, bên Anh, bên gì đó, thì người ta cũng thường hay dùng bẹt rê lắm. Cho nên là với lại Việt Nam mình quân đội cũng sử dụng bẹt rê rất là nhiều. Đó, quân đội Mỹ sử dụng bẹt rê nhiều lắm. Tại vì cũng mấy con chó đó nó vừa nhanh mà lực cắn nó mạnh, thành thử ra nó thông minh nữa, nên thử người ta huấn luyện dễ. Đó, con chó nhà Ngọc là nó mới có 9 tháng thôi nha. Nó chưa có biết kêu bằng là chưa có huấn luyện một cái ngày nào trơn trọi mà nó có biết cào cửa, nó đòi vô nhà, nó đòi vô phòng. Thì mình là một người kêu bằng là một người đàn bà có chồng. Ban đêm ban hôm đã khó ngủ rồi mà còn gặp cái con chó này nó cứ đòi vô phòng hoài. Rồi bây giờ mình phải xử lý làm sao đây? Bây giờ không cho nó vô thì tội lắm, nó khóc nha mọi người, nó khóc kìa nè. Chó khóc á. Nó khóc mà nó biết làm như nó muốn nói chuyện vậy đó. Cho nên là khiến cho mình càng khó ngủ hơn. Ngủ không được rồi còn gặp cái con này hay khóc nữa. Thế là mình bực quá, mình mới nói thôi bây giờ cho nó vô phòng đi. Chứ bây giờ nó ngồi để nó khóc tới sáng là mình cũng thức tới sáng luôn, cứ ngủ gì được. Cái bắt đầu Ngọc mới bấm bụng, Ngọc mới mở cửa ra, Ngọc mới nói vô đi con. Ngọc hay xưng nó là con đó, Ngọc đặt tên nó là Lucky Lucky. Cái bắt đầu mở cửa cho nó vô. Nó vô phòng, cái bắt đầu mọi người biết không, nó vô phòng xong rồi ha, nó không có, mới đầu nó ngồi một chỗ cái nó nằm xuống. Nó nằm xuống cái nó thấy Ngọc, Ngọc thấy trời nó vô phòng mình thì để đi. Chứ có gì đâu, mình cũng ra mình nằm, mình coi truyền hình vậy nè. Cái hồi mình ngủ quên hồi nào không hay nha. Trời đất ơi, con chó nó chạy lại gần mình, nó nằm kế bên mình hồi nào mình đâu biết đâu. Con chó này nó thích gần chủ. Cái mình cũng để y vậy, mình cũng mệt quá ngủ say luôn rồi. Nhưng mà không biết con chó này nó có đi vòng vòng trong phòng mình, nó có đi tiểu hay đi đái trong phòng mình không, mền mùng chiếu gối không đấy. Trời, ngán cái cảnh nó lắm. Tại vì nó mà tiểu là cái mền thì cứ nước dục cái mền luôn, chứ giặt thì cũng bận không, đắp cũng không được luôn. Cái đầu Ngọc cái ngủ quên, mới vừa ngủ quên ha, con chó này nó đang ngủ, nó đâu có ngủ, nó bay lại nó làm nó té nước luôn. Trời đất ơi, té nước luôn. Cái đầu Ngọc sợ quá, Ngọc mới nói trời đất ơi. Ngọc mới mét nhỏ bạn Ngọc có, Ngọc nói trời, con chó tao đang ngủ mày nó cào cửa rồi vô, ban đêm ban hôm á, cái bắt đầu tao cho nó vô ngủ, tao nói nó đâu có chịu ngủ đâu, nó bay lại nó làm tao nó té nước luôn. Trời, nhỏ bạn Ngọc cười. Nó nói trời, con chó mày hả, nó làm mày té nước lịch á, con chó bẹt rê tao nuôi, tao nói nó làm tao té cục khức cơ luôn. Trời đất ơi, vẫn chơi hoài. Tớ thiệt, tao với mày là coi như là trời thần đất lỡ. Có sở thích quái đản là nuôi chó, chứ ai mà người ta thấy con chó bẹt rê mà bự vậy người ta cũng nhắm cho vô phòng ngủ hết trơn mày ơi. Tôi nói liều ăn nhiều mà. Một con thì té nước, một con thì té luôn cục mức luôn. Thì đấy là cái câu chuyện mà Ngọc nghĩ rằng á, là câu chuyện tiếu lâm, cho đôi khi là mình cũng thêm mắm muối bột ngọt cho nó vui. Đó, hy vọng rằng mọi người sẽ có những sở thích, có những giây phút thú vị khi nghe những cái sở thích cực kỳ quái đản của con chó và một người đàn bà có chồng, cái lời tâm sự của Ngọc, và cũng là cái câu chuyện vui thôi nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã nghe cái câu chuyện của em. Và mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.